Cái kênh của mình nè, thì hôm nay mình sẽ review một cái Silver 1100 anh em. Thì cái chủ ạc này á, thì chơi hai ạc nha, một ạc là top 1 và một ạc là top 2 luôn nha anh em. Nói chung là Silver này là của bạn nha, cùng một chủ ạc nhưng mà chơi top 1 và top 2 luôn nha. Ồ, kể con Phượng Hoàng nha anh em. Pikachu tên dữ dằn không nè. Giờ mình sẽ review cái lượt chiến nha. Lượt chiến hiện tại là top 1 nè, 2.968k. Top 2 cũng là của bạn luôn nha, 2.874k. Bây giờ mình sẽ vào cái thằng cá nhân nha. Mình sẽ coi từ trên dài xuống nha anh em. Lượt chiến thì top 1 cấp là top 12 nha. Bạn này không có đua cấp nha anh em. Hấp dẫn là 1 nè, 2.628 điểm. Thành tựu top 1 luôn nha. Cái bang là nằm non. Thành tựu là 6.089 nè. Gia viên là top 1 luôn nha, cấp 4 nha. Coi trang bị coi. Trang bị là 513 cường hóa. Ui, cường hóa top 7 hả? Khảm top 1 nha anh em. 293 lượt chiến. Thuốc cỡ thì 105 nè. Chân nguyên. Ủa, chân nguyên thì tương top 1 là 300. Chắc phun cam á, chứ xíu mình vô mình coi nha. Đồng hành top 1 luôn nha anh em. Nội đơn đồng hành top 1 luôn anh em ơi. Tụ bảo bồn. Cô bạn này không chơi tụ bảo bồn nha anh em. Có kỹ năng đây, điểm kỹ năng hạng 3, không có hạng 3 mà cái này là nó maximum rồi nha anh em. Bí kíp cũng maximum mà 153 được chiến nè. Kinh mạch, ui kinh mạch thì hai ạc bạn là top 1 nha. Trận pháp, ô trận pháp bạn không có chơi cho nên là có 59 nè. Ủa, qua sân những kiếm như bạn không có chơi cho nên là chưa đủ chặn, cho nên là nếu mà đủ chặn có thể là top 1 ngay năm. Bây giờ mình sẽ vào đồ nha. Ôi quá ngon vậy nè. Để coi bạn có tích dương không. Không, hiện tại là bạn không có tích dương nha. Nguyên nhằn đá cũng nhiều nè. Hiện tại là cường hóa là full rồi nè. Cường hóa là full rồi nghe anh em. Nhưng mà vẫn còn dư đá nè, kinh khủng không. Giờ mình sẽ vào cái thằng kinh mạch nè. Ồ, kinh mạch là tới đâu là full tới đó nha. Cái này mở cấp 84 mới năng được nữa nha anh em. Giờ mình sẽ vào cái đồng hành của bạn nha. Kinh khủng không? 4 chiêu vàng. Cũng 4 chiêu vàng luôn nha anh em. Cái này chắc tẩy lắm cũng mới được 4 chiêu vàng nha. 4 chiêu vàng luôn. Nói chung là đồng hành cũng full rồi anh em. Ô, 5 chiêu vàng luôn nè. Kinh khủng không? Độc cư kiếm mà 5 chiêu vàng luôn nè. Thì hiện tại thì cái chủ ạc này đang sử dụng dịch vụ bên mình anh em. Nói chung là full dịch vụ nha. Hầu như là ôm cái Silver này như là bạn ôm bên mình luôn nha. À, toàn bộ vàng là mình sẽ gom về cho bạn này hết nha, top 1, top 2 nha. Bây giờ mình sẽ vào cái thằng top 2 nè. Top 2 thì cái này mình chơi yên tâm nha. Để mình coi cái lượt chiến nè. Lượt chiến thì cũng sắp xỉ cho anh em, 2.968 này 2.874 cũng sắp xỉ rồi. Nhưng mà
hai hạt này là chung một tủ cho chủ nha. Bá đạo anh em vô Silver 1100 chơi hai hạt mà top 1 hay bá đạo rồi. Cá nhân cấp nè, cấp thì bạn này cũng không đua cấp nè. Hấp dẫn là top 2 nè. Thành tựu là top 1 nè. Gia viên cũng top 1 luôn nha. Trang bị cơ bản top 2 nè. Cường hóa top 5 nè. Khảm thì top 2. Thú kể top 1 nha. Chân nguyên Chân nguyên top 1 nha. Đồng hành top 1 nha. Nội đơn đồng hành này, top 1 luôn nè. Tụi bảo bồn top 3. Kỹ năng thôi. Kỹ năng là top 2. Bí kíp là top 4 nè. Kinh mạch top 1. Chảnh pháp top 4. Cửa này qua sơn mà chưa quýnh hay sao mà chưa có hạn ta. Giờ gần nửa tháng rồi. Giờ mình sẽ coi cái đồng hành nha. Đồng hành của top 1 hay nè. Ôi có 3 chiêu vàng, hai vàng thôi nha. Nè bốn vàng là bốn chiêu vàng nè, ba chiêu vàng. Ui ba chiêu vàng. Để mình coi cái kinh mạch của bạn nè. Ô đồ cũng còn nhiều full nè. Kinh mạch là full luôn nghe anh em. Nhâm mạch là full rồi nha. Đốc mạch thì chắc ủng này rồi, tới đâu là full tới đó luôn nha. Giờ mình sẽ coi đồ của bạn coi có gì nhiều không nghe anh em. Hoàng đế chuẩn bị lên như còn 8 cái. Giờ bạn tích được 5 cái rồi, 3 cái nữa thì sẽ lên được giữa thánh 2 sao nha. 3 cái nữa. 3 cái nữa lên giữa thánh 2 sao. Thì anh em nào cần dịch vụ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì cứ liên hệ Zalo mình có bỏ góc bên trái của màn hình anh em. Mình anh em nào muốn nuôi top thì cứ liên hệ mình nha. Hoặc mà top 1, top 2, top 3 thì cứ liên hệ mình sẽ ưu tiên cho bạn top 1, top 2 luôn nha anh em. Dồn toàn lực vào bạn nha. Còn bây giờ mình sẽ vào cái kênh của mình quay anh em. Thì anh em nào trúng thì cứ liên hệ Zalo mình sẽ tặng cho anh em 20k thẻ zin nha. Giờ mình sẽ lấy cái link của video trước nha anh em. Link của video trước là cái video này nha. Anh em cần dịch vụ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì cứ liên hệ Zalo nha. Mình có bỏ góc bên trái của màn hình nha. Bên mình thì làm nhanh gọn lẹ. Cái hai là nhiều khuyến mãi nha. Như tặng thu quy, tính giặt, rồi phun đá, nguyên khí. Nói chung là những gì min được thì bên mình sẽ tặng hết nha. Mình chỉ lấy cống nè, vàng nè, và phun dịch vụ thôi. Giờ mình sẽ dán nha. Mình sẽ lấy 3 bạn nha. Bạn nào trúng thì nhớ liên hệ Zalo nha. 42 mình lựng nha anh em. Việt Nam nè, Lê Việt Nam là một bạn nha. Võ Khánh nè, hai bạn nha. Thì anh em nào trúng thì nhớ liên hệ Zalo nha. Ba bạn nè. Thì sau cái video này nhớ liên hệ Zalo ở nhận 20k thẻ zin nha anh em. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây và hẹn anh em một cái video khác nha.